Để đảm bảo an toàn giao thông cho người đi bộ, Hà Nội đã đầu tư xây dựng hàng loạt các hầm đi bộ dọc tuyến đường Nguyễn Xiển, Khuất Duy Tiến. Tuy nhiên hiện tại thì một số hầm dành cho người đi bộ sắp bị biến thành hầm chứa rác, vừa gây ô nhiễm môi trường, vừa khiến khách bộ hành không dám sử dụng. Rác tràn lòng đường. Rác chất đống ngổn ngang lấp kín vỉa hè. Và chẳng bao lâu nữa, hầm dành cho người đi bộ này có thể sẽ biến thành hầm rác. Người ta cũng cấm ấy, cấm đổ ấy, nhưng mà người ta ở đây khu này thì ở đâu người ta đưa đến ấy, không phải ở khu mặt đường này. Nguy cơ là mất hết lối đi cho những người đi bộ, gây ảnh hưởng đến sự an toàn của người dân. Theo người dân, tình trạng đổ trộm phế thải đã xảy ra từ nhiều năm nay. Và dường như những biển cấm cũng trở nên vô cùng thừa thãi trong trường hợp này. Cái bãi rác thải này thì thỉnh thoảng lại thấy máy xúc đến người ta vét cho gọn, nhưng sau một thời gian nó không hiểu ở đâu người ta lại cứ đổ dồn vào. Người ta cứ đốt, gây ra khói, ô nhiễm, mùi toàn mùi nhựa, nó cháy. Bọn tôi gần đây làm việc ở đây là không thể làm việc được. Trước đó, Phường Đại Kim cùng Công ty Môi trường Đô thị Thanh Trì đã thực hiện ra quân nhiều đợt, nhưng bãi phế thải vẫn ngày một phình to. Bên cạnh đó, không hiểu lý do vì sao, từ đầu năm 2017 đến nay, rác thải xây dựng không được thu gom vận chuyển, dẫn đến tình trạng như hiện tại. Từ ngày 1 tháng 3 năm 2017 đến hết năm 2020 thì cái việc mà trong cái hồ sơ mời thầu cũng như là dự thầu là không có cái hạng mục mà thu dọn vận chuyển cái đất thải phế thải xây dựng trên địa bàn quận Hoàng Mai. Lực lượng mỏng mà cái chế tài xử lý vi phạm hành chính đối với cái việc này thì nó rất là ít. Do vậy là chưa mang tính chất răn đe, có thể là ra bằng văn bản để làm sao tất cả khi các công trình trong khu dân cư trước khi xây dựng sửa chữa là phải có hợp đồng rác thải trình về Ủy ban nhân dân phường mới được cấp phép, thì để đảm bảo cho cái việc là có cái điểm bãi đỗ, tránh tình trạng mà đổ rác thải xây dựng. Được biết, Hà Nội đã quy hoạch 3 vùng xử lý chất thải rắn cùng nhiều trạm trung chuyển xung quanh thành phố. Tuy nhiên, lòng đường, vỉa hè có vẻ vẫn là địa điểm được những kẻ đổ trộm phế thải ưa thích hơn, vì vừa gần, vừa tiện lại không mất tiền. Hậu quả là hàng tỷ đồng đầu tư của nhà nước bị lãng phí, môi trường thì ô nhiễm, còn người dân thì không được thụ hưởng quyền lợi của mình.